Kính chào quý khán giả, mời quý vị theo dõi chương trình thời sự tối nay thứ ba ngày 22 tháng 10 năm 2024 trên kênh truyền hình Thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay sẽ có các nội dung đáng chú ý sau đây. Sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024 và thảo luận các vấn đề trọng tâm của dự thảo luật dược. Đồng Nai tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Giá hàng hóa, dịch vụ đối mặt thách thức trong quý cuối năm 2024 và đầu năm sau. Phần tin thế giới. Hội nghị thượng đỉnh nhóm các nền kinh tế mới nổi BRICS khai mạc tại thành phố Kazan của Nga. Tehran khẳng định các quốc gia láng giềng đã cam kết không cho phép Israel sử dụng lãnh thổ để phát động tấn công Iran. Sáng nay tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức trọng thể lễ bàn giao công tác giữa Tổng Bí thư Tô Lâm và Chủ tịch nước Lương Cường. Tại buổi lễ, Tổng Bí thư Tô Lâm chính thức bàn giao các nhiệm vụ của Chủ tịch nước cho đồng chí Lương Cường và đề nghị Văn phòng Trung ương, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan liên quan ngay sau lễ bàn giao tổ chức triển khai báo cáo công việc cụ thể với đồng chí Chủ tịch nước, khẩn trương rà soát lại kế hoạch công tác, các nhiệm vụ đối nội đối ngoại, các hoạt động công tác theo sự phân công của Bộ Chính trị, phối hợp chặt chẽ để tham mưu cho đồng chí Chủ tịch nước điều hành công việc hiệu quả nhất. Phát biểu tại buổi lễ bàn giao, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ xúc động và vinh dự được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chủ tịch nước Lương Cường khẳng định sẽ cùng với đồng chí Phó Chủ tịch nước cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động Văn phòng Chủ tịch nước quán triệt sâu sắc, quyết tâm tổ chức thực hiện thắng lợi sự chỉ đạo, những yêu cầu và mong muốn của đồng chí Tổng Bí thư đối với Chủ tịch nước và Văn phòng Chủ tịch nước. Tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 8, sáng nay, Quốc hội nghe báo cáo về tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2024, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2025, kế hoạch tài chính ngân sách nhà nước 3 năm 2025-2027. Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước, năm 2024, bối cảnh tình hình kinh tế xã hội chịu nhiều tác động từ các yếu tố trong nước và ngoài nước. Đặc biệt thời tiết, biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ. Trong bối cảnh đó, với sự nỗ lực của hệ thống chính trị, tình hình phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2024 vẫn đạt được nhiều kết quả khả quan. Thu ngân sách nhà nước năm 2024 ước tăng so với dự toán Quốc hội giao. Thường trực Ủy ban Tài chính Ngân sách đề nghị Chính phủ bám sát hơn vào các nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 và phân bổ ngân sách trung ương năm 2024 của Quốc hội để đánh giá và báo cáo rõ những kết quả đạt được theo yêu cầu của nghị quyết cũng như những tồn tại hạn chế, những nhiệm vụ hoàn thành, chưa hoàn thành, chỉ rõ nguyên nhân chủ quan, trách nhiệm và đề xuất, kiến nghị cụ thể. Ngoài ra, có đánh giá toàn diện tác động tiêu cực của bão số 3, hậu quả của sạt lở lũ lụt đến thu chi ngân sách nhà nước năm 2024. Hệ lụy cho năm tiếp theo. Bên cạnh đó, cần tiếp tục rà soát kỹ các khoản còn dư địa thu, nâng cao chất lượng công tác dự báo để phấn đấu tăng thu năm 2024 ở mức cao nhất. Thưa quý vị, sáng nay Quốc hội cũng đã nghe chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh trình bày báo cáo tóm tắt việc tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược. Các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tập trung vào các vấn đề trọng tâm của dự thảo luật dược, trong đó có vấn đề quản lý giá thuốc nhằm hoàn thiện chính sách và pháp luật về quản lý dược phẩm tại Việt Nam. Bày tỏ lo ngại việc quy định giá bán dự kiến của thuốc có thể dẫn đến nguy cơ độc quyền thị trường và tăng giá bán lẻ khiến người dân phải mua thuốc với giá cao, đại biểu Trần Thị Nhị Hà đề xuất áp dụng các mô hình quản lý giá thuốc như ở một số quốc gia khác. Theo đó, nhà nước quy định trần giá thuốc, đồng thời nhấn mạnh phải quản lý giá của tất cả các loại thuốc. Trong trường hợp cơ sở nhập khẩu thuốc xác định mức giá bán buôn dự kiến rất thấp và thành lập chuỗi nhà thuốc để bán lẻ, sau đó đẩy giá thuốc tăng lên ở hệ thống bán lẻ. Đây chính là kênh bán hàng trực tiếp cho người dân và người dân vẫn phải mua thuốc giá cao. Dự thảo quy định tại Điều 107 chỉ công bố lại giá bán buôn thuốc dự kiến với thuốc kê đơn. Vậy một câu hỏi đặt ra đối với thuốc không kê đơn của cơ sở nhập khẩu và cơ sở sản xuất thì quản lý giá thế nào? Tôi cho rằng khi quản lý về giá thì phải quản lý giá của tất cả các loại thuốc. Nhận thấy đang có sự bất cập giữa quy định về kê khai giá thuốc trong dự thảo luật này và luật giá hiện hành, đại biểu Nguyễn Công Hoàng, Đoàn Thái Nguyên đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung quy định để đảm bảo tính thống nhất giữa hai luật, tránh ảnh hưởng đến quá trình đấu thầu và quản lý giá thuốc.
đề nghị cơ quan soạn thảo xem xét bổ sung vào điều 2 của dự thảo luật sửa đổi bổ sung tại khoản 2 điều 28 luật giá năm 2023 như sau. Bộ, cơ quan ngang bộ, quản lý ngành, lĩnh vực, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định đặc điểm kinh tế kỹ thuật của hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai trừ mặt hàng thuốc chữa bệnh, hoặc là chúng ta thay đổi đối với luật dược không phải theo cái luật giá năm 2023 thì không như này chúng ta sẽ gặp bất cập trong quá trình đấu thầu. Điều 112 của dự thảo luật quy định, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ kê khai giá thuốc của các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn theo quy định về quản lý giá thuốc. Các đại biểu cho rằng quy định trên dễ dẫn đến mỗi địa phương có cách tổ chức thực hiện khác nhau, việc thực hiện kê khai giá cũng sẽ rất khác nhau giữa các doanh nghiệp dược. Do đó, đề xuất ban soạn thảo quy định cụ thể về đối tượng phải kê khai giá thuốc và phương thức thực hiện, tránh gây khó khăn cho doanh nghiệp và tăng gánh nặng cho chính quyền địa phương. Chương trình thời sự tiếp tục với các tin tức quan trọng tại Đồng Nai. Thưa quý vị, sáng nay, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai đã tổ chức lễ công bố nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Tham dự lễ công bố có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Thái Bảo, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hoàng Thị Bích Hằng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Võ Văn Phi, trưởng ban chỉ đạo thực hiện xây dựng đề án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025 cùng đại diện các ban ngành. Phát biểu khai mạc, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức cho rằng sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025 là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước với mục tiêu nhằm mở rộng không gian phát triển, phát huy tiềm năng, lợi thế của các địa phương, cân đối hài hòa hơn trong phân bố dân cư, tinh gọn tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, giảm chi ngân sách nhà nước, nâng cao trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, phục vụ tốt hơn người dân, doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh Trung ương đẩy mạnh phân cấp phân quyền, trao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của chính quyền địa phương. Xác định công tác sắp xếp các đơn vị hành chính là công việc khó, phức tạp, ảnh hưởng và tác động sâu rộng đến chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội và đời sống của nhân dân. Có 4 đơn vị hành chính ở cấp xã thuộc diện phải sắp xếp tại 4 đơn vị huyện, thành phố, gồm có huyện Tân Phú, huyện Vĩnh Cửu, thành phố Long Khánh và thành phố Biên Hòa. Tỉnh Đồng Nai đã đưa vào đề án sắp xếp 22 đơn vị hành chính cấp xã, gồm có 4 đơn vị thuộc diện sắp xếp và 18 đơn vị khuyến khích sắp xếp, giảm 11 đơn vị hành chính ở cấp xã. Cũng tại buổi lễ, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh đã biểu dương cấp ủy, chính quyền và các cơ quan đơn vị đã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2023-2025. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội trong tỉnh cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, đặc biệt tại các đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện sắp xếp, phải tạo sự đồng thuận, thống nhất cao hơn trong hệ thống chính trị và toàn dân khi tổ chức thực hiện nghị quyết, kịp thời nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sau sắp xếp đơn vị hành chính, nhất là việc bố trí vị trí việc làm, tinh giản biên chế và giải quyết các chế độ chính sách cho đối tượng bị tác động do sắp xếp điều chỉnh. Bố trí cán bộ, ưu tiên lựa chọn các đồng chí có đầy đủ phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để chuẩn bị cho nhân sự đại hội chi bộ, đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2027 và đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2025-2030, giải quyết chế độ chính sách đối với cán bộ công chức, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định, công tâm khách quan, chống chạy chức tiêu cực và không để phát sinh đơn thư tố cáo khiếu nại liên quan đến công tác cán bộ. Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đã giới thiệu toàn văn nghị quyết 1194 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh giai đoạn 2023-2025. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1 tháng 11 năm 2024. Như vậy, sau khi sắp xếp, Đồng Nai còn 159 đơn vị hành chính cấp xã thay vì 170 như trước đây. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng vừa có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất về công tác văn hóa xã hội 9 tháng năm 2024.
Tại buổi làm việc, huyện đã nêu nhiều khó khăn, vướng mắc đang gặp phải như việc tổ chức dạy học tiếng Anh tăng cường, cơ chế vận hành hai hồ bơi đã xây dựng tại trường tiểu học Hưng Lộc và trường tiểu học Quang Trung, cơ chế chi tiền thanh toán cho giáo viên thỉnh giảng tại trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên huyện, công tác dạy bán trú cho học sinh, tình trạng thiếu giáo viên ở các cấp học. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực của huyện Thống Nhất trong thực hiện nhiệm vụ trên lĩnh vực văn hóa xã hội. Đối với các vấn đề còn vướng mắc, huyện cần tổng hợp lại để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh. Về vấn đề thiếu giáo viên, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp Sở Nội vụ, Sở Giáo dục và Đào tạo thống kê cụ thể số lượng giáo viên còn thiếu ở từng bộ môn, đối chiếu với công tác tuyển sinh, đào tạo của trường Đại học Đồng Nai. Về vướng mắc liên quan đến vận hành hồ bơi, huyện có thể nghiên cứu, đề xuất hình thức xã hội hóa. Trước đó, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Xuân Hùng đã đi thực tế tại trường tiểu học Hưng Lộc. Tập trung tháo gỡ các nút thắt cho dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu - Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh và các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đây là yêu cầu của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng tại buổi làm việc với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh và các sở ngành liên quan vào sáng nay. Theo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, đơn vị đang được giao thực hiện 22 dự án, trong đó đã hoàn thành 2 dự án là nâng cấp mở rộng các tuyến đường tỉnh 763 và 768. Trong tổng số 22 dự án có 9 dự án trọng điểm quan trọng quốc gia. Thời gian qua, việc thi công các dự án này gặp nhiều khó khăn do thiếu mặt bằng, thiếu nguồn vật liệu san lấp và thiếu các vị trí bãi đổ thải, kiến nghị Ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các đơn vị liên quan, các địa phương đẩy nhanh tiến độ thực hiện các công việc để thúc đẩy tiến độ thi công. Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh phải lập lại đường găng tiến độ các dự án đường cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, Vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Văn phòng Ủy ban nhân tỉnh rà soát theo dõi công tác bàn giao mặt bằng của thành phố Biên Hòa, các huyện Long Thành, Nhân Trạch, tránh tình trạng bàn giao mặt bằng theo kiểu da beo, không thể triển khai thi công. Lãnh đạo Ủy ban dân tỉnh cũng đề nghị Ban quản lý dự án phối hợp với các sở xây dựng, tài nguyên và môi trường, công thương để tháo gỡ các vướng mắc liên quan đến nguồn vật liệu, di dời các công trình hạ tầng kỹ thuật để phục vụ thi công các dự án. Chi bộ trường Trung cấp Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Đồng Nai sáng nay đã tổ chức đại hội chi bộ lần thứ 17, nhiệm kỳ 2025-2027. Đây là chi bộ đầu tiên thuộc đảng bộ khối các cơ quan tỉnh tổ chức đại hội và được chọn là đại hội điểm nhằm rút kinh nghiệm cho các chi bộ còn lại. Chi bộ trường Văn hóa Nghệ thuật Đồng Nai có 28 đảng viên, là tổ chức đảng trực thuộc đảng bộ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Nai. Trong nhiệm kỳ 2023-2025, với sự lãnh đạo và nỗ lực tổ chức thực hiện nhiệm vụ của chi ủy, cán bộ, đảng viên, viên chức, giáo viên tại trường đã tích cực tham gia xây dựng đảng, chính quyền trong sạch. Hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần đoàn kết, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ giáo dục đào tạo văn hóa nghệ thuật được giao. Phát biểu tại đại hội, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan tỉnh Bùi Quang Huy đã biểu dương những kết quả mà chi bộ trường Văn hóa Nghệ thuật tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ 2023-2025, đồng thời đề nghị các đảng viên trong chi bộ tiếp tục nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội trong nhiệm kỳ mới để cùng đóng góp xây dựng đảng bộ ngành văn hóa du lịch của tỉnh ngày một phát triển. Tại đại hội, các đảng viên trong chi bộ đã bầu chi ủy gồm 5 đồng chí và bầu đại biểu đi dự đại hội cấp trên. Theo báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị giám sát của Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai từ ngày 30 tháng 8 năm 2023 đến ngày 30 tháng 8 năm 2024, Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tổ chức và phối hợp giám sát 22 nội dung đối với Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Nhân dân cấp huyện và các sở ngành, đơn vị có liên quan. Sau giám sát Hội đồng Nhân dân, Thường trực Hội đồng Nhân dân, các ban Hội đồng Nhân dân và các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đã ban hành một nghị quyết về giám sát chuyên đề của Hội đồng Nhân dân tỉnh. 25 báo cáo kết luận giám sát với 258 kiến nghị đối với các cơ quan, đơn vị và địa phương. Qua theo dõi cho thấy, đến nay đã có 161 trên 258 kiến nghị, tỷ lệ 62,4% của Hội đồng Nhân dân, Thường trực, các ban và tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh được các cơ quan đơn vị tiếp thu, thực hiện hoặc phản hồi thông tin. Các đơn vị địa phương chịu sự giám sát đã thực hiện tốt hơn chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật.
đồng thời kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện chính sách, pháp luật của nhà nước trên địa bàn. Tuy nhiên, tỷ lệ các kiến nghị sau giám sát chưa được các cơ quan, đơn vị địa phương triển khai thực hiện, phản hồi thông tin về thường trực, các ban, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh chiếm tỷ lệ còn cao, 97 trên 258 kiến nghị, tỷ lệ 37,6%. Chương trình thời sự tiếp tục với tin tức kinh tế đời sống. Theo tờ trình luật điện lực sửa đổi, Chính phủ đề xuất nhà nước độc quyền và Thủ tướng quy định cơ chế đặc thù triển khai đầu tư, xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân. Điểm mới tại dự án luật là dành một khoản trong quy định về chính sách phát triển điện lực để đề cập tới điện hạt nhân. Theo đó, Chính phủ đề xuất nhà nước độc quyền trong đầu tư xây dựng các dự án nhà máy điện thoại này. Do đây là dự án quan trọng liên quan tới an ninh quốc gia. Việc đầu tư xây dựng, vận hành và chấm dứt hoạt động cũng như đảm bảo an toàn nhà máy điện hạt nhân phải tuân thủ quy định của luật năng lượng nguyên tử và các quy định liên quan. Quy hoạch loại nguồn điện này là một phần đồng bộ với quy hoạch phát triển điện lực quốc gia để đảm bảo mục tiêu an ninh cung cấp điện. Dự án điện hạt nhân phải sử dụng công nghệ hiện đại, có kiểm chứng. Theo kết quả khảo sát hơn 30.500 doanh nghiệp của Tổng cục Thống kê, có đến 42,2% doanh nghiệp trong ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Đánh giá xu hướng hoạt động sản xuất kinh doanh quý tư này sẽ tốt lên so với quý ba. Theo đó, chỉ số cân bằng của nhiều yếu tố như là đơn đặt hàng mới, sử dụng lao động và khối lượng sản xuất đều được dự báo sẽ tăng trưởng trong quý cuối năm. Khu vực doanh nghiệp vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài dự báo đạt kết quả khả quan nhất, với mức tăng dự báo cho khối lượng sản xuất và đơn đặt hàng mới đều cao nhất trong các khu vực. Cũng theo kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê, hơn 40% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh quý tư sẽ ổn định hơn so với quý 3. Mặc dù vậy, vẫn có những yếu tố chính khiến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo gặp khó khăn. Đó là nhu cầu thị trường trong nước ở mức thấp, sự cạnh tranh ngày càng cao từ hàng hóa nội địa và nhu cầu hàng hóa tại các thị trường quốc tế chưa được phục hồi hoàn toàn. Với số lượng đơn hàng cho những tháng cuối năm tăng cao, nhiều doanh nghiệp đã đẩy mạnh sản xuất, gia tăng tuyển dụng, tạo điều kiện để thị trường lao động phục hồi. Trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn FDI đã tăng lên gần 25 tỷ đô la Mỹ. Đặc biệt, nhiều dự án lớn ở các lĩnh vực bán dẫn, năng lượng được đầu tư mới và mở rộng vốn. Các lĩnh vực xuất khẩu trong nước như dệt may, da giày, chế biến thủy hải sản cũng có nhiều khởi sắc. Đáng chú ý, kim ngạch xuất nhập khẩu 9 tháng năm 2024 đạt hơn 578 tỷ đô la Mỹ, xuất siêu gần 20,8 tỷ đô la Mỹ, kéo theo cơ hội việc làm rộng mở cho người lao động. Dự báo từ tháng 10 năm 2024 đến tháng 2 năm 2025 sẽ xuất hiện tình trạng thúc đơn hàng từ các đối tác, các doanh nghiệp có thể sẽ phải tuyển thêm nhiều lao động thời vụ để đáp ứng nhịp sản xuất. Để giải quyết vấn đề thiếu lao động luôn nóng về cuối năm, theo các chuyên gia đầu tư máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất là rất cần thiết, song doanh nghiệp cũng cần gia tăng các chính sách trợ cấp, chế độ nhằm giữ chân người lao động. Vâng, thưa quý vị, gỗ là một trong những ngành hàng xuất khẩu quan trọng của tỉnh Đồng Nai sau giày dép, dệt may và phụ tùng máy móc. 9 tháng đầu năm nay, kim ngạch xuất khẩu ngành gỗ đạt 1 tỷ 116 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 14% so với cùng kỳ. Có thể thấy cùng với các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh, ngành gỗ đã có bước phục hồi đáng kể. Tuy nhiên, kết quả trên đây vẫn chưa như kỳ vọng. Ghi nhận của phóng viên thời sự. Công ty cổ phần trang trí nội thất Hiệp Hòa Phát là doanh nghiệp chuyên sản xuất kinh doanh gỗ nội thất xuất khẩu. Sau thời gian khó khăn do đơn hàng giảm sút, từ tháng 2 năm 2024, đơn hàng đã từng bước phục hồi. Hiện đơn hàng đã phủ kín năm 2024 và đã có những mã hàng phủ hết tháng 2 năm 2025. Tình hình đơn hàng thì là cũng tương đối đã nhiều hơn những tháng trước. Thì là công ty cũng có tổ chức là làm tăng thêm giờ để cho kịp tiến độ xuất hàng. Nói công ty thì nói chung là lượng hàng làm cũng ổn định, rồi công ty thì cũng chăm lo cho đời sống công nhân rất nhiều. Đã có những tín hiệu lạc quan khi đơn hàng gia tăng. Tuy nhiên, ngành gỗ vẫn đang gặp nhiều khó khăn về tuyển dụng lao động, tiếp cận tín dụng. Thêm vào đó, bất ổn của thị trường thế giới cũng ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Cái giai đoạn khủng hoảng thì thường thì các cái doanh thu giảm sút,
rồi chi phí, mọi thứ thì có thể là nhiều khi không hiệu quả. Thì như vậy thì thường thì sẽ khi mà lúc đấy cái cấp vốn tín dụng của ngân hàng ấy cũng sẽ đôi khi cũng bị cắt giảm. Đấy, và đến khi bây giờ thị trường nó tăng trưởng trở lại và có cái việc mà đầu tư đón đầu thì cũng gặp phải vấn đề khó khăn. Trong điều kiện thị trường có những cơ hội đan xen cùng khó khăn thách thức, bản thân từng doanh nghiệp phải chủ động tăng năng lực sản xuất và khả năng thích ứng với biến động thị trường. Dự báo ngành gỗ Đồng Nai vẫn có thể hoàn thành mục tiêu xuất khẩu 1,5 tỷ đô la Mỹ đề ra cho năm nay. Tuy nhiên vẫn là bước lùi so với kim ngạch xuất khẩu 1,86 tỷ đã từng đạt được vào năm 2022. Tính chung 9 tháng đầu năm, chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 3,88% so với cùng kỳ năm trước. Nhưng giới phân tích vẫn lạc quan với lạm phát bình quân 9 tháng, khi giảm từ mức 4,1% trong 6 tháng trước đó về 3,9%. Tuy vậy thì giá hàng hóa, dịch vụ vẫn đối mặt thách thức trong quý cuối năm 2024 và đầu năm sau, khi điện, nhiên liệu đầu vào cho sản xuất tăng 4,8% từ ngày 11 tháng 10. Rau xanh, thực phẩm đắt thêm 10-30% so với đầu năm, cộng với giá điện tăng khiến nhiều người tiêu dùng lo lắng. Các mặt hàng ấy phụ thuộc toàn bộ vào điện. Khi giá điện tăng thì từ sản xuất đến kinh doanh là nó sẽ theo mức trèo lên của điện. Chẳng hạn như bình thường ta chỉ dùng 500 nhưng mà điện lên đồng 700 thì cái sản phẩm đấy nó phải cõng cả tiền điện. Nó sẽ kéo theo tất cả các mặt hàng đều lên. Nên chúng tôi là kinh doanh nhỏ lẻ thôi, thế nhưng mà nó cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Nếu mà giá điện tăng bác thì đi chợ này là nó cũng ảnh hưởng đến tất cả các cái nguồn chi phí trong gia đình mình. Thế ảnh hưởng các nhà mình thì lại dùng nhiều. Cái điện nó tăng lên là nó sẽ ảnh hưởng đến, nó lôi kéo lên các cái hàng hóa này của bác luôn. Chứ lần nào cũng thế, chứ không phải là cứ lần này. Trong khi đó, cơ quan thống kê cho biết giá năng lượng điều chỉnh khiến chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng khoảng 0,04%. Tác động của giá điện lên chỉ số CPI sẽ thể hiện rõ nét hơn vào quý 1 năm 2025. Thì việc mà chúng ta thực hiện điều chỉnh các cái giá dịch vụ do nhà nước quản lý theo cái hướng là tính đúng tính đủ các cái yếu tố, các cái chi phí thực hiện thì nó sẽ tác động. Và đồng thời thì theo quy luật tiêu dùng thôi, thì vào các cái tháng cuối năm là các cái tháng mà nó là rơi vào các cái dịp lễ Tết thì giá lương thực thực phẩm hay là đồ uống, may mặc, rồi thiết bị, đồ dùng gia đình thì nó thường tăng. Và điều này nó cũng sẽ có thể tác động làm tăng CPI trong thời gian tới. Tuy vậy, các chuyên gia kinh tế cho rằng lạm phát cả năm vẫn trong mục tiêu đề ra khi chính phủ có những giải pháp kiểm soát tốt. Áp lực lạm phát gia tăng không chỉ là chỉ từ những cái việc như chúng ta thấy rằng là tăng giá điện hoặc là một số những cái mặt hàng, một số những dịch vụ xã hội cơ bản khác nó lại rơi vào cuối năm trong thời điểm hiện nay. Tuy nhiên thì chúng ta thấy rằng là hiện nay với những cái nỗ lực hiện nay của chính phủ, của ngân hàng nhà nước, của các bộ ngành thì chúng ta đang cố gắng tìm những cái biện pháp để kiểm soát được cái mức giá cả trong cái tầm kiểm soát này. Tuy lạc quan, nhưng các chuyên gia vẫn lưu ý cơ quan quản lý cần kiểm tra sát thị trường, tránh tình trạng giá hàng hóa, dịch vụ té nước theo mưa. So với mục tiêu Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ giao, hết năm 2025, chương trình nông thôn mới dự kiến sẽ đạt được các mục tiêu về cấp xã, huyện, nhưng có khả năng không đạt mục tiêu giai đoạn 2021-2025, có thể 12-14 địa phương cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Cụ thể, đến hết tháng 9 năm nay, cả nước có 77,2% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 34,6% đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và 7,6% đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 296 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn hoặc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, kết quả rà soát đến tháng 8/2024 cho thấy chỉ có duy nhất tỉnh Quảng Ninh trên tổng số 14 tỉnh thành phố hoàn thành các nội dung yêu cầu, hiện đang hoàn thiện hồ sơ để đề nghị xét công nhận. 13/14 tỉnh thành phố còn lại đang vướng mắc về chỉ số hài lòng của người dân tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương quản lý, chỉ số CPAS và một số nội dung khác. Công ty Thủy điện Trị An sẽ tiếp tục thực hiện xả tràn đợt 3 vào sáng ngày mai 23 tháng 10. Theo thông báo của công ty, dự kiến 1 đến 2 ngày tới, lưu lượng nước về hồ từ 1.100 đến 1.200 m khối một giây. Trên cơ sở, mực nước hạ du sông Đồng Nai ở trạm Thủy Văn Biên Hòa đã qua đỉnh triều cường, đang dưới mức báo động 1 và xuống nhanh trong các ngày tới.
đồng thời để đảm bảo mực nước hồ thủy điện Trị An không vượt quá mực nước dân bình thường 62m, công ty sẽ tiến hành xả nước qua đập tràn điều tiết hồ chứa. Thời gian xả là từ 10 giờ ngày 23 tháng 10, sau đó tùy theo diễn biến của thời tiết, mực nước hồ thủy điện Trị An, mực nước hạ du sông ở trạm thủy văn Biên Hòa, công ty có thể thay đổi lưu lượng nước xả qua tràn. Đài khí tượng thủy văn Đồng Nai cho biết hiện nay mực nước trên sông La Ngà và vùng hạ lưu sông Đồng Nai đang hạ dần. Tuy nhiên, mực nước ở các sông suối trên hệ thống sông Đồng Nai vẫn ở mức khá cao, có nguy cơ gây ngập lụt các khu vực trũng thấp ven sông suối, ảnh hưởng bất lợi đến các hoạt động giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp tại các sông suối, bãi sông, bờ suối. Hiện trạng tại trạm Phú Hiệp sông La Ngà, mực nước xuống chậm ở giữa mức báo động 1 104,5m và báo động 2 105,5m. Khu vực có khả năng xảy ra lũ sông La Ngà, đoạn từ thượng lưu đến địa bàn các huyện Tân Phú, Định Quán, các vùng trũng thấp ven sông ở hạ lưu sông Đồng Nai. Cần đề phòng khả năng mưa lớn kết hợp với lũ gây ngập lụt, sạt lở bờ sông, suối, các khu vực nêu trên. Quý vị thân mến, nhắc đến chợ Quảng Biên ở xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai, nhiều người dân sẽ nghĩ ngay đến các món đặc sản gốc Huế. Nổi tiếng là vậy, song ngôi chợ này đã tạm dừng hoạt động khoảng 6 tháng nay. Nhiều tiểu thương buôn bán lâu năm tại đây hiện đang rất mong mỏi chợ Quảng Biên sẽ sớm được hoạt động trở lại. Bởi lẽ đình chỉ hoạt động chợ cũng chính là đánh thẳng vào kế sinh nhai hàng ngày của nhiều người dân. Quá nóng lòng, các tiểu thương chợ đã gửi đơn phản ánh lên Đài Phát thanh Truyền hình Đồng Nai. Mời quý vị theo dõi sự việc này qua ghi nhận của phóng viên thời sự. Những kiosk trước đây vốn tấp nập người lui tới, nay đều đã cửa đóng, then cài. Các sạp hàng phía trong chợ bụi đã đóng dày, thậm chí mạng nhện đã phủ. Và do không có hoạt động lui tới của người dân, nên phía bên trong chợ, cơ sở vật chất vốn đã cũ, nay lại càng xuống cấp nhanh hơn. Người dân sống quanh đây cho biết, các tiểu thương tại đây hiện đã dạt sang các khu vực khác để tạm buôn bán. Số khác do không còn sự lựa chọn nào đành phải thấp thỏm buôn bán như thế này để mưu sinh qua ngày. Hơn 5 tháng rồi mà thấy không có trong chợ, nó không có làm gì, một động tĩnh gì, thì người dân cũng là mong muốn là cho nó nhanh, chứ giờ người ta ra ngoài ngồi thì mưa với nắng ảnh hưởng là không mua bán được gì. Còn một số hàng hóa tiểu thương trong chợ thì nó hư hàng vì đóng cửa quá lâu, mà chợ thì cắt điện, cắt nước, thành ra người ta muốn vào ngồi tạm thời thì cũng không được. Đại diện Công an huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai cho biết, chợ Quảng Biên ở xã Quảng Tiến hoạt động từ năm 1995. Quá trình kiểm tra, ngành chức năng đã phát hiện nhiều vi phạm về phòng cháy chữa cháy nhưng vẫn không khắc phục như yêu cầu. Do đó, ngày 17 tháng 5 vừa qua, chợ Quảng Biên bị đình chỉ hoạt động. Do đặc thù chợ này là không đảm bảo yêu cầu phòng cháy chữa cháy, nên ngày 17 tháng 4 năm 2024, Công an huyện Trảng Bom tham mưu cho lãnh đạo công an huyện ra quyết định đình chỉ hoạt động ngày 17 tháng 5, đình chỉ hoạt động đối với toàn bộ công trình thuộc chợ Quảng Biên để thực hiện việc cải tạo sửa chữa chợ Quảng Biên, thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại chợ. Sau khi hoàn thiện sẽ lập văn bản và đề nghị công an huyện Trảng Bom để phục hồi hoạt động theo đúng quy định của pháp luật. Liên hệ với Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom để làm rõ hơn sự việc, đại diện địa phương cho biết đã hoàn thiện hồ sơ chủ trương đầu tư hệ thống phòng cháy tại chợ Quảng Biên với mức kinh phí gần 1 tỷ đồng. Tuy nhiên, do không đạt yêu cầu nên phải điều chỉnh lại quy mô đầu tư dự án lên 2 tỷ đồng. Hiện Ủy ban Nhân dân huyện Trảng Bom đã giao xã Quảng Tiến chỉ đạo tăng cường công tác quản lý an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy, định kỳ có thông báo đến ban quản lý chợ và các tiểu thương về tiến độ triển khai thực hiện dự án, dự kiến thời gian nghiệm thu hoàn thành, đưa chợ vào hoạt động để các bên liên quan phối hợp thực hiện. Cụ thể, cuối tháng 11 năm 2024 sẽ thực hiện gói thầu phòng cháy chữa cháy tại chợ Quảng Biên với thời gian khoảng 30 ngày. Cuối tháng 12 năm 2024, dự kiến chợ Quảng Tiến sẽ chính thức hoạt động trở lại. Hiện nay thì Ủy ban huyện đã ban hành quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư. Và hiện nay ban xã Quảng Tiến thì đang hoàn chỉnh hồ sơ thiết kế để trình thẩm định về phòng cháy chữa cháy. Dự kiến là trong
cuối tháng 10 này sẽ có kết quả thẩm phòng cháy, quyết định phòng cháy chữa cháy, và đầu tháng 1 sẽ ban hành cái quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế thực và kế hoạch lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ khởi công cuối tháng 11 năm 2024 và cố gắng thi công, khẩn trương thi công để hoàn thành trong tháng 12 năm 2024 để sớm đưa chợ vào hoạt động. Đại diện Ủy ban nhân dân huyện Trảng Bom cũng cho biết nguồn kinh phí để lắp đặt gói thiết bị phòng cháy chữa cháy tại đây hoàn toàn từ nguồn ngân sách, và việc này nhằm tạo điều kiện thuận lợi an toàn cho người dân kinh doanh buôn bán về sau. Tuy vậy, quá trình từ hồ sơ giấy ra thực tế cần rất nhiều thể trong việc đưa chợ hoạt động lại bình thường như trước đây.